Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281. Đấy, thì bên em có số này, có cả Zalo phục vụ anh em 24 trên 24. Đấy, kẹo chì đều đẹp, chất lượng không vi ổn định luôn cho anh em. Nói chung là tiền nào của đấy. Đấy, tiền rẻ thì hàng rẻ, tiền đắt thì có hàng đắt. Đấy, nhiều mẫu kẹo tương ứng phục vụ anh em, váy ngắn, váy dài, đầy đủ salon xuyên phá, đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, không thiếu một cái mẫu gì, kẹo sáp Innova, hàng chuẩn chất lượng luôn cho anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em từng mẫu một chi tiết và báo giá công khai. Hàng rẻ nhất bên em là hàng 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Loại này thì đều đẹp, chất lượng không via. Loại này mà cự ly là anh em bem khoảng tầm 5-60 m, cự ly xa. Đấy, ổn định 10 viên như một anh em nhé, đều đẹp chất lượng này, 10 viên như một ổn định luôn cho anh em. Đấy, 10 viên như một. Đấy, cam kết đều đẹp, không via, ổn định. Loại này bắn với cự ly xa thì phải cây cấu hình cao thì bắn nó mới đạt chuẩn. Đấy, cho anh em. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết nhé, không via, ổn định, 10 viên như một anh em ạ. Đấy, hàng chuẩn chất lượng luôn cho anh em. Đấy, đây hàng rẻ. Còn nếu anh em muốn mua hàng đắt hơn, hàng USB thì cũng có hàng đắt hơn. Thì bán hạt lẻ nhé, bán hộp lẻ nhé. Hộp lẻ này, một hộp này là 280.000 một hộp. Em bao cước vận chuyển rồi. Loại này là lửa ký anh em ạ. Hộp này lửa ký. Loại này thì 280.000 một hộp. Loại này thì em bao cước vận chuyển rồi. Lưu ý cho em là 280.000 một hộp lửa ký nha anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy anh em biết chất lượng kẹo như thế nào, ổn định ra sao, hàng chuẩn chất lượng. Đấy, không vi. 10 viên như một. Đấy, cam kết đẹp chuẩn chất lượng không vi, 10 viên như một. Đấy, tiếp theo là giới thiệu cho anh em hàng GFB cũ bên nhà em. Đấy, hàng GFB mới, đây hàng GFB cũ. Loại này thì bao test cho anh em vẫn là tầm 90 m anaxi và hơn 100 m ăn cỏ. Đấy, mẫu này thì cũng ổn định với nhiều mẫu loại cành. Mẫu này là mẫu cũ bên nhà em nhé, mẫu này mẫu cũ, anh em nhìn anh biết mẫu này mẫu cũ. 10 viên như một, hàng chuẩn luôn cho anh em, 10 viên như một. Đấy, đáp ứng tất cả nhu cầu cho anh em là hàng chuẩn chất lượng đúng kích thước. Đấy, tiếp theo là giới thiệu cho anh em hàng váy dài. Hàng váy dài bên nhà em thì vẫn thực tế cho nhà em vẫn có hàng loại này, độ vươn xa cực kỳ ok, ổn định. Loại này thì bao test cho anh em tầm 90 m đổ lên cho anh em. Đấy, còn chất lượng kẹo thì như trên quảng cáo, tiền nào của đấy anh em nhé, tiền nào của đấy, chất lượng như trên quảng cáo, 10 viên như một. Đấy, hàng ổn định luôn cho anh em. Đấy, loại này độ vươn xa và trải nghiệm rất chi là ổn định luôn cho anh em. Đấy, 10 viên như một. Đấy, cam kết hàng chuẩn chất lượng. Đấy, thì qua đây là số điện thoại của em. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Lưu ý cho em là kẹo không kiểm, không xâm hàng. Anh em tin tưởng thì đặt hàng, không tin tưởng có thể đưa số khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.